Quay sóng lên. Vâng xin. Giờ đến Tết còn 2 tháng nữa, nếu mà đến cho đi trẻ để tranh thủ kiếm ăn tháng Tết đi. Vấn đề là đến 5 giờ nó về sư rồi. Giờ đến bây giờ là làm giờ làm. Toàn làm từ chiều đâu. Ừ, đúng rồi. Giờ đón muộn nhất của nó là 5 rưỡi. Thì đấy, giờ đấy mới đang đông thì nó đi về thì nó phá như thế. Nhưng mà ban ngày em có thể được còn gì nữa? Thì được bắt đỡ ban ngày thôi. Thì tháng Tết là tháng kiếm ăn củ mặt đấy thì đi gửi bây giờ thì gửi. Ô, gửi được 3 tháng vẫn được đúng không? 3 tháng gửi xong mày không gửi nữa vẫn được không? Anh đã lộc tiền 3 tháng rồi nhưng mà chắc là anh chỉ học đến tháng Tết dương này đây cho về chơi Tết sớm này. Cho chơi ông bà không ra Tết này xuống đi học tiếp. Xem. Gần đây thôi. Em có em kiếm được chỗ gần gần đây mà thấy tốt thì được, còn anh thì anh chọn quanh anh nó có 4 cái trường nhưng mà anh không có thế nào ạ. Nó quanh đây đầy mà. Nó bẩn bẩn mà. Vào lớp á, xong rồi có mùi khô, xong rồi giáo viên thái độ các thứ ấy. Thì thấy có ra sao rồi. Có một bà xong rồi. Nó cũng giáo viên dùng luôn, cũng tăng trẻ. Em có đi trẻ buồn nha, thì có cái khóc cuối lâu hơn mà còn đi bơ rủ trẻ xuống là thì có một tuần thôi, một tuần đầu. Anh ngồi ghế lại chứ. Anh để trên cái máy giặt nhỉ? Anh cạo râu không? Anh ngồi xuống, anh ngồi ghế đi. Cạo râu thì không có cạo. Xung quanh này nhé.